Chiều 22 tháng 6, Bộ Công an cho biết tại hội nghị cấp cao những người đứng đầu lực lượng chống khủng bố các nước do Liên Hiệp Quốc tổ chức tại New York, Hoa Kỳ, từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh Nội địa khẳng định hoạt động của nhóm đối tượng tấn công trụ sở chính quyền và người dân tại tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11 tháng 6 vừa qua là hoạt động khủng bố có tổ chức. Dẫn lại sự việc, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt cho biết có hai nhóm đối tượng trang bị súng và vũ khí tự chế tấn công trụ sở chính quyền và người dân trên đường đi, làm 9 người chết, 2 người bị thương, bắt giữ 3 con tin. Qua sự việc đã bắt giữ 65 nghi phạm, trong đó có đối tượng là thành viên của một tổ chức có trụ sở tại Mỹ, nhận lệnh chỉ đạo để xâm nhập vào Việt Nam và dàn dựng vụ tấn công. Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt cho biết Việt Nam kiên quyết lên án và chống lại hành động khủng bố dưới mọi hình thức và ủng hộ các biện pháp chống khủng bố của các nước, các tổ chức quốc tế phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Ngày 22 tháng 6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với 4 nguyên lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai. Theo đó, Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai giai đoạn từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 12 năm 2023 đối với ông Nguyễn Văn Vịnh. Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai giai đoạn từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 12 năm 2015, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai giai đoạn từ tháng 6 năm 2011 đến tháng 12 năm 2013 đối với ông Doãn Văn Hưởng. Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai giai đoạn từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 6 năm 2019 đối với ông Nguyễn Thanh Dương. Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai giai đoạn từ tháng 7 năm 2014 đến tháng 3 năm 2020 đối với ông Lê Ngọc Hưng. Tất cả do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thi hành kỷ luật về đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định thi hành kỷ luật ngày 9 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Vịnh. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Doãn Văn Hưởng, Nguyễn Thanh Dương, Lê Ngọc Hưng. Ngày 22 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết, chi bộ ấp Chánh, đảng bộ xã Lý Văn Lâm đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Thanh Tuấn, hiện đang là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lý Văn Lâm do có vi phạm nồng độ cồn 2 lần. Trước đó, vào lúc 0 giờ ngày 2 tháng 6, tổ 21, Công an tỉnh Cà Mau tuần tra kiểm soát trên đường Lê Hồng Phong, xã Lý Văn Lâm, phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy có dấu hiệu sử dụng rượu bia nên tiến hành kiểm tra. Qua đó phát hiện vi phạm các lỗi điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên 1 lít thở, không có giấy phép lái xe, không mang theo chứng nhận giấy đăng ký xe. Sau đó, Công an thành phố Cà Mau xác minh làm rõ thì phát hiện người vi phạm chính là ông Huỳnh Thanh Tuấn, hiện đang là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lý Văn Lâm. Đến ngày 10 tháng 6, Công an thành phố Cà Mau xử phạt ông Tuấn 8 triệu đồng. Trước đó, vào cuối tháng 11 năm 2022, ông Huỳnh Thanh Tuấn cũng đã từng vi phạm như tình huống tương tự. Thời gian qua, 3 vụ vận chuyển cocaine qua sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện, bắt giữ và thu giữ nhiều lượng ma túy. Thông tin này được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an cho biết vào chiều 22 tháng 6 tại hội nghị cung cấp thông tin nhân tháng hành động phòng chống ma túy tháng 6. Cụ thể, ngày 30 tháng 1, lực lượng chức năng thu giữ 2,4 kg ma túy cocaine giấu trong 4 cuốn truyện để lẫn trong vali cùng một số đồ vật tài liệu khác có liên quan của đối tượng Aljara Bimbawa, sinh năm 1974, quốc tịch Thái Lan, khi đang làm thủ tục quá cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ngày 19 tháng 2, lực lượng chức năng thu giữ 4,9 ma túy cocaine cùng một số đồ vật tài liệu khác có liên quan của đối tượng Semaga Bangali, sinh năm 1987, quốc tịch Gambia, khi đang làm thủ tục quá cảnh tại sân bay Nội Bài. Gần đây nhất, vào ngày 1 tháng 6, cơ quan chức năng thu giữ 5,6 kg cocaine cùng nhiều vật chứng liên quan của đối tượng Kalim Basa Fatumat, sinh năm 1965, quốc tịch Uganda, khi đang làm thủ tục quá cảnh tại sân bay Nội Bài. Đối với 3 vụ án, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện cho biết quá trình điều tra xác định các đối tượng không mang cocaine sử dụng tại Việt Nam nhưng đều là quá cảnh để mang sang các nước khác. Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi COVID-19 chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B với nhiều quy định được nới lỏng. Trước đó, ngày 5 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu đối với COVID-19. Tại Việt Nam, dịch COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát, cho phép chuyển từ chế độ khẩn cấp sang quản lý COVID-19 như hầu hết các bệnh truyền nhiễm nhóm B khác. Về sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân, khuyến khích người bệnh nói chung, người nhà người bệnh mang khẩu trang khi vào cơ sở khám chữa bệnh.
không sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân không đạt tiêu chuẩn theo quy định, không sử dụng lại phương tiện phòng hộ cá nhân dưới mọi hình thức. Ngày 22 tháng 6, nhiều trang mạng xã hội đăng tải clip đàn cá heo bơi nhảy trên mặt nước biển ở bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Theo hình ảnh clip ghi lại, đàn cá heo xuất hiện gần bờ và liên tục nhảy múa. Ông Nguyễn Đức Vũ, trưởng ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, vị trí đàn cá heo xuất hiện nằm ở giữa khu vực mũi súng và hụt lở thuộc bán đảo Sơn Trà. Trước đây ở các bãi biển Đà Nẵng chỉ ghi nhận tình trạng cá heo bị thương giạt vào bờ. Đây là lần đầu tiên người dân ghi được cảnh cá heo bơi lội ở khu vực các bãi biển gần bờ.